Hờ Hen Lie và câu chuyện phẩm chất chinh phục trái tim. Thưa quý vị và các bạn, thành tích lọt vào top 5 của cô gái ED Hờ Hen Lie tại cuộc thi Miss Universe không chỉ xác lập kỷ lục mới cho nhan sắc Việt tại đấu trường nhan sắc thế giới, mà chiến thắng này còn góp phần cổ vũ phụ nữ bước qua những định kiến của xã hội. Hờ Hen Lie đã tạo ra hình ảnh, cái nhìn khác biệt về một thế hệ nhan sắc mới của Việt Nam, nhiều năng lượng, không ngại thử thách. Những phẩm chất, nội lực bên trong giúp cô ấy chinh phục trái tim mọi người, truyền lửa được cho các cô gái trẻ. Hờ Hen Lie được yêu mến vì cô ấy biết tự hào về nguồn gốc của chính mình. Hờ Hen Lie là cơ hội cho các cô gái phá vỡ những định kiến về cái đẹp, về dân tộc thiểu số. Sự khác biệt là điểm mạnh. Ngay sau chiến thắng của Hờ Hen Lie, rất nhiều người đã viết status cho những người đã từng chê Hờ Hen Lie. Không phải ngẫu nhiên Hờ Hen Lie chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào top 5 Miss Universe. Nếu Hờ Hen Lie không thực sự đẹp và tự tin về chính mình, cô ấy không có cách gì thuyết phục được các chuyên gia nhan sắc dày dặn kinh nghiệm. Những ai đã tiếp xúc trực tiếp với Hờ Hen Lie đều phải thừa nhận cô có một thân hình chuẩn, không chỉ khỏe đẹp với làn da nâu nóng bỏng săn chắc mà còn vô cùng quyến rũ. Gương mặt của Hờ Hen Lie chỉ bớt xinh khi cô nhíu mày, bù lại, cô sở hữu những đường nét cá tính, khó bị nhầm lẫn. Tất cả những bất lợi trên gương mặt đều được bù lại bằng lợi điểm là nụ cười rạng rỡ. Sự lựa chọn top 5 của ban giám khảo Miss Universe cho thấy quan niệm về vẻ đẹp của họ rất khác với quan niệm phổ biến ở Việt Nam. Phụ nữ tóc dài, da trắng mới đẹp. Quan niệm về vẻ đẹp của họ chắc chắn bám sát chuẩn đẹp của toàn cầu trong từng thời kỳ. Chuẩn đẹp đã thay đổi rất nhiều sau 3 thập niên qua. Bất kỳ ai theo dõi thời trang, điện ảnh sẽ nhận thấy những thay đổi đó. Nếu những năm 1980 làng thời trang thế giới bất ngờ với sự xuất hiện của báo đen Naomi Campbell, thì những năm sau này, người mẫu gốc Phi, người mẫu châu Á tràn ngập sàn catwalk quốc tế. Ngành công nghiệp thời trang nhiều năm nay đã bỏ tung hô người mẫu gầy, thậm chí có sân chơi riêng cho những người mẫu béo. Ở đâu đó tại châu Á, có chiến dịch hãy chấp nhận khuôn mặt của tôi, để những người bị cho là xấu, chấp nhận diện mạo trời cho thay vì cố gắng phẫu thuật thẩm mỹ để nhận về bao rủi ro sức khỏe. Sự phân biệt màu da, hình dáng của con người giờ đây không chỉ lỗi mốt mà còn bị coi là vi phạm đạo đức. Nếu năm 2016, Oscar bị phản đối là sân chơi của người da trắng thông qua phong trào để hashtag Oscar So White, thì năm 2018, khán giả toàn cầu được xem bộ phim siêu anh hùng Chiến binh báo đen toàn diễn viên người da màu đóng, được chứng kiến diễn viên da màu hôn diễn viên da trắng trong phim Vẻ đẹp của con người đủ mọi màu da đã được khắc họa đa dạng hơn trong thế giới điện ảnh. Trong quan niệm về vẻ đẹp của con người, ngoài sự công nhận của số đông thì bản thân người được cho là đẹp, tự thân họ phải ý thức được vẻ đẹp của mình, biết trân trọng những gì mình có. Truyền cảm hứng về cách sống. Hờ Hen Lie ngoài vẻ đẹp bề ngoài, cô còn toát lên một tinh thần tự tin tự chủ luôn là chính mình. Cô nói sẽ không bao giờ nhuộm da vì cô tự hào với màu da của mình. Mái tóc tém khiến cô nổi bật rõ ràng. Người đẹp tóc dài đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc tính dân tộc thiểu số của Hờ Hen Lie là lợi điểm của cô trên đấu trường nhan sắc quốc tế, bởi đặc tính đó khiến cho cô trở nên khác biệt giữa một rừng người đẹp. Hờ Hen Lie giữ vững đặc điểm dân tộc của cô, biết tự hào về nguồn gốc ED của mình, không chỉ cho thấy cô là một phụ nữ mạnh mẽ mà còn đầy tính nhân văn. Khi đã bước chân ra thế giới, nếu Hờ Hen Lie không biết tự hào về nguồn gốc của mình, không là chính mình, thì cô khó nhận được sự tôn trọng. Chiến thắng của Hờ Hen Lie sẽ khiến chuẩn đẹp ở Việt Nam được nới rộng ra, giúp nhiều người có cơ hội mở lòng chấp nhận sự khác biệt đa dạng. Kỹ năng sống vì cộng đồng. Nhiều người cho vẻ đẹp của Hờ Hen Lie thêm hấp dẫn chính là sức mạnh nội tâm của cô. Người ta thấy ở Hờ Hen Lie cả sự tự tin lẫn tự nhiên nhưng vẫn đủ lịch thiệp hòa đồng. Ở Hờ Hen Lie tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực. Cách Hờ Hen Lie kêu gọi mọi người đừng trách người phiên dịch cho cô tại đêm chung kết Miss Universe, hay cách Hờ Hen Lie bao dung với những nhận xét không mấy tích cực của Hoa hậu Mỹ về khả năng tiếng Anh của cô đã ngay lập tức làm dịu dư luận đối với Hoa hậu Mỹ. Nếu hành động đó xuất phát từ tâm tính của Hờ Hen Lie, cô thực sự là một người đáng mến. Còn nếu đó là kỹ năng sống cô học được trong môi trường đa sắc tộc, cũng là một điều tuyệt vời. Phẩm chất này sẽ giúp ích cho Hờ Hen Lie rất nhiều khi cô trở thành người làm công tác xã hội. Điều khiến cho Hờ Hen Lie trở nên đặc biệt hơn chính là câu chuyện đời của cô. Cô đã dám bước qua khỏi quan niệm của gia đình, của cộng đồng buôn làng để được sống như mình mong muốn.
Hohenlohe đã đi rất xa khỏi buôn làng, lập được những kỳ tích cho nhan sắc Việt. Câu chuyện của cô truyền cảm hứng cho phụ nữ dám sống, dám ước mơ, không để mình bị trói buộc vào những nếp nghĩ quen thuộc mà đánh mất cơ hội trong đời. Hohenlohe sau khi đăng quang đã rất khiêm tốn. Cô nói truyền thông hãy dành sự chú ý cho những ứng cử viên sáng giá trong Miss Universe sắp tới. Còn cô mong ước được học để có nghề nghiệp, có cơ hội thực hiện ước mơ làm công tác xã hội. Tôn trọng phụ nữ và sự đa dạng văn hóa. Nhiều người vỡ òa trong hạnh phúc khi cô gái Ede lọt vào top 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Chiến thắng này có quá nhiều ý nghĩa. Thế giới đang kêu gọi chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng về văn hóa. Có thể nói, chiến thắng của Hohenlohe rất phù hợp với quan điểm của thời đại. Vẻ đẹp của cô đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Cô gái Ede Hohenlohe đã rất rộng rãi khi dành số tiền mà cô được thưởng 600 triệu đồng cho hoạt động xã hội, cộng đồng. Với sự khiêm tốn, cầu thị, học hỏi và tấm lòng đôn hậu, Hohenlohe đã trở thành một hoa hậu thực sự trong lòng rất nhiều người. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.